Cô gái này tên là Rocky, vì thất nghiệp quá lâu mà cô đã kết bạn với mấy tên côn đồ, rồi cùng nhau lập thành một nhóm trộm ba người ngày ngày cùng nhau đi ăn trộm. Mặc dù là trộm nhưng họ vẫn có quy tắc, đó chính là chỉ được trộm đồ vật chứ không được lấy tiền, và tổng giá trị họ lấy không được quá 10.000 đô, vì chỉ cần dưới 10.000 đô là cảnh sát sẽ không động đến họ. Hôm nay họ đã tìm được một mục tiêu mới, đó chính là một ông lão đang sống một mình. Đôi mắt của ông cũng đã bị mù và không thể nhìn thấy. Xung quanh nhà ông cũng chỉ toàn là nhà hoang. Nghe nói con gái của ông bị người ta đâm xe chết, nên ông vừa mới được nhận một khoản tiền bồi thường lớn. Nếu lấy được số tiền đó thì từ nay bọn họ sẽ không phải đi ăn trộm thêm lần nào nữa. Thế là ngay tối hôm đó ba người liền hành động. Đầu tiên là dùng thuốc mê khiến con chó ngất đi, sau đó thì đi phá cửa để vào nhà. Chủ nhà là một ông lão mù nên hệ thống an ninh được làm rất tốt, từ trong nhà ra đến bên ngoài đều không có một khe hở. Cửa chính cũng đã bị khóa mấy lớp, họ đành trèo tường leo vào sân vườn, nhưng cánh cửa tầng hầm cũng đã bị khóa trái. Sau một hồi quan sát thì Rocky cũng đã nhìn thấy một cái cửa sổ, thế là cô liền quyết định sẽ đi vào bằng lối đó. Sau khi đập vỡ kính thì hệ thống báo động cũng bắt đầu đếm ngược, cũng may cô đã leo được vào trong và vô hiệu hóa hệ thống an ninh. Sau đó thì mở cửa cho hai người còn lại vào, họ rất cẩn thận và đã cởi giày ra để không có tiếng bước chân, rồi bắt đầu lục lọi tìm đồ vật có giá trị. Nhưng căn nhà quá lớn và quá nhiều đồ nên ba người tìm mãi vẫn chưa thấy nơi cất tiền của ông lão. Thế là măn nỉ liều mình mở cửa đi vào phòng ông lão, rồi cho thuốc mê tự chế vào trong một cái chai. Mà đúng lúc này ông lão cũng tỉnh dậy, cũng may ông bị mù nên không thể phát hiện ra măn nỉ. Hóa ra ông chỉ dậy để tắt tivi, măn nỉ nhẹ nhàng để thuốc mê ở đó rồi rời đi. Đợi đến khi ông ta ngất đi là ba người họ đã có thể tự do hành động. Lúc này bọn họ đã phát hiện ra một cánh cửa, khóa cẩn thận như này chắc chắn đồ bên trong sẽ có giá trị. Nhưng họ thử phá cửa mãi mà vẫn không được, không còn cách nào khác Manny đành rút súng ra, rồi dùng vỏ chai để làm ống giảm thanh bắn phao khóa. Điều này đã làm cho Alex sợ xanh mặt, anh lo sợ rằng dùng súng tội sẽ nặng hơn, và chủ nhà cũng sẽ có quyền bắn chết cả ba người họ. Alex muốn dẫn Rocky rời đi, nhưng bây giờ cô ấy đã bị tiền mê hoặc, thế nên Alex chỉ có thể rời đi một mình. Cách phá khóa của Manny cũng đã hiệu quả, nhưng đến khi mở được cửa thì chủ nhà đã xuất hiện bên cạnh. Vốn dĩ chỉ cần im lặng là ông ta sẽ không biết gì, nhưng Manny lại lên tiếng nói mình say rượu nên vào nhầm nhà. Rồi ông lão cũng đã dẫm phải mảnh khóa vỡ và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy bị phát hiện, Manny liền lấy súng đe dọa ông không được lại gần, nhưng ông lão lại làm như không nghe thấy, rồi từ từ tiến về phía trước, sau đó ra tay bất ngờ cướp lấy súng bóp lấy cổ Manny, tiếp đó là đập một trận thật mạnh, dường như Manny không thể phản kháng lại ông ta. Rồi ông đã hỏi Manny rằng ngoài anh còn ai ở đây nữa không. Anh quay sang nhìn Rocky rồi nói anh chỉ đến đây một mình. Lúc này Alex cũng đã nhìn thấy một thanh sắt dưới đất, nhưng cô chưa kịp ra tay thì Manny đã bị ông ta bắn chết. Rocky thấy vậy thì vô cùng sợ hãi nhưng không dám lên tiếng, rồi nhẹ nhàng trốn vào trong tủ quần áo cạnh đó. Còn Alex đang chuẩn bị về thì nghe thấy tiếng súng liền quay lại kiểm tra, nhưng vừa quay đầu thì đúng lúc ông lão Stephen đi đến, cũng may anh đã kịp né. Nhìn thấy Stephen khóa hết cửa lại, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lúc này anh cũng đã nhận được tin nhắn của Rocky báo tin Manny đã chết. Alex sợ hãi tay cầm điện thoại cũng bất giác run lên. Còn Rocky định trốn thoát ra ngoài thì ông lão lại quay lại. Thế là cô đành phải quay lại tủ không dám ho he gì. Mà cũng vì thế mà cô đã vô tình nhìn thấy nơi cất tiền và mật mã két sắt của ông lão. Đến khi ông lão rời đi, Alex cũng đã tìm đến Rocky và muốn cô ấy rời đi cùng mình, nhưng cô ấy không chịu rời đi ngay và đã mở két sắt lấy hết tiền của ông lão cho vào túi. Bằng này tiền đủ để cho hai người họ sống một cuộc sống không phải lo nghĩ. Nhưng đến khi hai người chuẩn bị rời đi thì Stephen lại quay lại một lần nữa. Tuy bị mù nhưng thính giác của ông vô cùng nhạy bén. Đến khi rời đi, Alex đã vô tình tạo ra tiếng động. Ngay lập tức Stephen giơ súng lên sẵn sàng bóp cò. Cũng may chiếc điện thoại bên cạnh xác của Manny đã kêu lên, làm cho ông ta nghĩ mình nghe nhầm nên không phòng bị nữa. Nhân cơ hội đó hai người liền rời đi. Mãi cho đến khi sờ thấy hai chân giày thì ông cũng đã nhận ra, ngoài kẻ ông vừa giết vẫn còn có người khác. Ông vội vàng đi kiểm tra két sắt, quả nhiên tiền bên trong đã bị ai đó lấy đi hết. Mà lúc này hai người họ cũng đã đi xuống tầng hầm. Bên dưới đây tối đen như mực, hai người vô cùng kinh ngạc vì ở bên dưới đây còn nhốt một cô gái. Ban đầu hai người định cứ thế rời đi, nhưng cô gái đó liên tục cầu xin cứu mạng nên hai người đành quay lại. Thì ra trước đây cô gái này đã đâm xe khiến con gái Stephen qua đời. Alex không muốn cứu nhưng Rocky lại nhất quyết phải cứu cô ấy. Nhìn theo hướng chỉ tay, họ nhanh chóng tìm được chìa khóa. Nhưng tiếng chân của ông lão cũng ngày càng tiến lại gần đây. Sau khi mở xích cho cô gái, ba người vội chạy đến nhà kho. Nhưng ở đây quá phức tạp nên họ không thể tìm thấy lối ra. Phải mất một hồi lâu thì họ mới tìm thấy được một cánh cửa. Nhưng đến khi mở được thì Stephen đã đợi sẵn ở bên ngoài. Ông ta nổ súng bắn trúng tai của Alex. Sau đó thì ông ta bắn loạn xạ hết cả lên. Đến khi yên tĩnh lại thì cô gái kia đã ngã xuống. Hóa ra lúc nãy cô ấy cũng đã bị trúng đạn. Đến khi sờ thi thể thì Stephen đã ôm cô gái khóc lớn. Thì ra cô ấy đang mang thai đứa con của ông. Ông ta vô cùng bực tức rồi đã đi khóa hết mọi cánh cửa trong căn nhà lại. Thậm chí ông còn hủy luôn ô khóa để không có chìa nào mở được nữa. Sau đó ông liền tắt hết nguồn điện khiến cả căn nhà tối đen như mực. Bắt đầu từ bây giờ đây sẽ là sân chơi của ông.
Stephen dựa vào âm thanh để bắn súng, còn hai người kia chỉ có thể cẩn thận lần mò tìm chỗ trốn. Nhưng có cẩn thận đến mấy thì Alex vẫn bị ông ta túm được. Đến khi định nổ súng giết Alex thì súng đã hết đạn. Thế là ông liền vứt súng rồi dùng tay bóp cổ anh. Alex cố gắng dùng chân đẩy đổ kệ đồ đè vào ông ta. Đến khi thoát được, anh liền dẫn Rocky rời đi. Và rồi họ đã thoát được ra khỏi hầm và đóng cửa lại. Nhưng lúc này con chó hung ác của Stephen cũng đã xuất hiện. Hai người không dám động đậy. Nhưng đột nhiên Stephen đập cửa phá vỡ đi sự yên tĩnh đó. Trong lúc hoảng loạn, hai người đã bỏ chạy lên lầu, đóng cửa rồi dùng tủ lớn chèn lại. Họ định thoát từ đường cửa sổ nhưng nó cũng đã bị bịt kín. Đang lúc không biết phải làm sao thì ông lão lại đuổi đến. Alex nhanh chóng đi giữ cửa, còn Rocky thì trốn vào ống thông gió. Nhưng Stephen từng là một người lính, ông rất mạnh và đã đẩy tung Alex vào bên trong. Ngay sau đó con chó lao vào đẩy anh ra cửa sổ rơi trên một tấm kính. Tấm kính đã nứt và sắp không chịu nổi nữa. Alex cũng cẩn thận bò ra ngoài, nhưng lúc này ông lão đã phát hiện và bắn khiến anh rơi xuống dưới. Cũng may viên đạn chỉ trúng tấm kính chứ không trúng người Alex. Anh cố gắng đứng dậy không ngừng bấm chuông báo động để cảnh sát đến. Nhưng chưa kịp thì Stephen lại đến. Thế là Alex lại chạy náu vào một chỗ bịt chặt miệng không dám lên tiếng. Đến khi nhìn thấy chiếc búa trên tường thì anh đã nghĩ ra cách. Thế là anh đã lấy nó đợi ở cửa rồi đập vào tay cầm súng của ông ta. Nhưng thực sự là sức mạnh của ông ấy quá khủng khiếp. Chẳng được bao lâu thì ông cũng đã lấy lại lợi thế. Ông đánh đập Alex liên hồi, cuối cùng dùng thanh sắt đâm mạnh xuống. Nhưng may mắn là ông ta chỉ đâm trúng xác của Manny. Mà bên này Rocky cũng đã sắp thoát được ra ngoài bằng ống thông gió, nhưng đột nhiên bị Stephen phát hiện rồi lôi xuống. Ông ta không hề thương hoa tiếc ngọc, rồi cứ thế đấm liên tục vào mặt Rocky. Đến khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình đang bị nhốt ở căn phòng của cô gái kia. Cô cầu xin Stephen tha cho mình nhưng ông không hề để ý. Do cô gái kia đã chết nên giờ ông sẽ dùng Rocky để đẻ cho mình một đứa con khác. Nghe đến đây cô vô cùng sợ hãi, nhưng ông lão đã lấy tinh dịch mà mình đã bảo quản ở trong tủ ra, rồi treo Rocky lên. Sau đó thì cắt một đường ở dưới mông Rocky với ý định bơm tinh dịch vào người khiến Rocky mang thai đứa con của ông. Cũng may lúc ông chuẩn bị ra tay thì Alex đã xuất hiện đánh ngất Stephen, rồi dùng còng tay khóa ông ta lại. Sau đó thì cầm hết số tiền trộm được và rời đi. Nhưng thế quái nào, vừa mở được cửa thì Stephen lại xuất hiện bắn chết Alex. Rocky cũng không thể làm gì hơn ngoài việc bỏ chạy, cứ nghĩ rằng ra được bên ngoài thì sẽ không sao. Ai ngờ ông lại cho con chó hung ác kia đuổi theo. Thế là cô vội vàng bỏ trốn vào trong chiếc xe, nhưng đen đủi là túi tiền đã bị rơi ở bên ngoài. Điều đáng sợ hơn nữa là cô đã đánh rơi chìa khóa xe ở nhà Stephen. Sau một hồi suy nghĩ thì cô cũng đã nghĩ ra cách. Thế là cô liền buộc một sợi dây vào tay đóng cốp xe rồi mở nắp cốp ra. Đợi đến khi con chó xông vào, cô liền kéo dây đóng cốp. Thế là đã thành công nhốt con chó hung ác lại. Nhưng đến khi cô ra ngoài lấy túi tiền thì Stephen cũng đã xuất hiện đằng sau, sau đó đánh ngất rồi kéo cô về nhà. Ông ta lại nhốt Rocky vào phòng, nhưng cô vẫn không chịu đầu hàng. Lúc này cô đã nhìn thấy chiếc điều khiển, thế là cô liền khởi động hệ thống an ninh để cảnh sát đến. Tiếng chuông báo động cũng khiến Stephen cảm thấy khó chịu. Nhân cơ hội Rocky cầm thanh sắt tấn công, khiến ông đau đớn rồi bị rơi xuống tầng hầm. Nhân cơ hội Rocky liền rời đi trước khi cảnh sát đến. Nhưng ngạc nhiên là cô đã nhìn thấy trên thời sự rằng Stephen vẫn chưa chết. Và điều bất ngờ là ông ta đã nói với cảnh sát là chỉ có hai tên trộm và đã bị ông giết. Ông không hề nhắc đến Rocky cùng với số tiền bị mất. Và số tiền đó đã cho Rocky một cuộc sống bình yên bên người em gái. Bộ phim hôm nay đến đây đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!